Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 87. Chuyện điềm lành dữ. Tiền thân Mangala. Ai thoát điềm lành dữ? Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư đã kể về một vị Bà La Môn giỏi đoán tướng các loại giải. Truyền thuyết nói rằng ở Dương Xá, một vị Bà La Môn hết sức mê tín, không tin ba ngôi bảo, theo tà kiến nhưng rất giàu có, tài sản lớn. Một hôm sau khi tắm xong, người Bà La Môn bảo đem cặp áo lại và được báo cho biết là áo đã bị con chuột cái cắn. Người ấy suy nghĩ, nếu cặp áo bị chuột cắn, trong nhà này sẽ có đại nạn xảy ra. Đấy là một điềm xấu, giống như một lời nguyền rủa. Khi áo bị chuột cắn thì không thể cho con trai, con gái, nô tỳ hay các người làm công vân vân được. Ai lấy cặp áo ấy, đại nạn sẽ đến với tất cả mọi người xung quanh. Ta hãy quăng nó vào nghĩa địa, chỗ quan sát chết, không thiêu, không chôn. Nhưng ta không thể giao cho những người nô tỳ làm việc này được. Chúng có thể khởi lòng tham, lấy cặp áo và gặp nạn. Vậy ta hãy trao tận tay cho con trai ta đem đi dứt áo. Người Bà La Môn gọi con trai và nói rõ sự việc ấy. Này con thân, chớ lấy tay xúc chạm cặp áo này. Hãy lấy gậy mang cặp áo này, quăng nó vào nghĩa địa, rồi tắm cả đầu cho thật sạch và trở về. Sáng sớm ngày hôm ấy, bậc đạo sư nhìn xem ai có thể được ngài quá độ. Thấy cha con ấy có căn duyên đạt quả dự lưu, như người thợ săn thú, ngài đi theo con đường thú đi và ngồi trước cửa nghĩa địa ấy, phóng ra hào quang sáu sắc của Đức Phật. Thanh niên Bà La Môn dâng theo lời cha, mang cặp áo ấy trên đầu một cây gậy như mang con rắn nhà, và đi đến cửa nghĩa địa. Bậc đạo sư nói, này thanh niên Bà La Môn làm gì vậy? Thưa tôn giả Gotama, cặp áo này bị con chuột cái cắn, được xem như là lời nguyền rủa, được ví như nọc độc con rắn. Cha tôi sợ rằng nếu giao cho người khác quăng cặp áo ấy, lòng tham có thể khởi lên và lấy cặp áo, nên mới sai tôi làm việc này. Tôi cầm lấy cặp áo, hứa rằng tôi sẽ quăng và sẽ tắm cả đầu. Tôi đến đây vì việc ấy, thưa tôn giả Gotama. Vậy ngươi hãy quăng đi. Thanh niên Bà La Môn liền quăng cặp áo ấy. Bậc đạo sư nói, cặp áo này thích hợp với chúng ta. Rồi bậc đạo sư lượm cặp áo ngay trước mặt chàng thanh niên. Nhưng chàng thanh niên ngăn chặn bậc đạo sư. Tôn giả Gotama chớ lấy cặp áo giống như lời nguyền rủa này. Bậc đạo sư vẫn cứ lấy cặp áo có điềm xấu ấy và đi về hướng Trúc Lâm. Chàng thanh niên ấy vội vàng đi thật mau về nhà, thưa với cha. Thưa cha thân, cặp áo con quăng ở nghĩa địa, nhưng Sa môn Gotama, dầu con đã ngăn cản, vẫn cứ lấy cặp áo vì cho là chúng thích hợp với ngài và đã đi đến Trúc Lâm. Vị Bà La Môn suy nghĩ, cặp áo ấy là điềm xấu, giống như lời nguyền rủa. Nếu dùng nó, Sa môn Gotama sẽ bị tai hại. Do vậy, chúng ta sẽ bị chỉ trích. Ta sẽ đem cho Sa môn Gotama nhiều áo khác và bảo ngài quăng cặp áo ấy đi. Vị Bà La Môn cho đem theo nhiều áo, cùng với con trai đi đến Trúc Lâm. Thấy bậc đạo sư, vị ấy đến đứng một bên và thưa. Thưa tôn giả Gotama, có thật chăng tôn giả đã lấy cặp áo bị dứt ở nghĩa địa? Thật vậy, này Bà La Môn. Thưa tôn giả Gotama, cặp áo ấy sẽ đem lại điềm xấu. Nếu tôn giả sử dụng nó, ngài sẽ bị tai hại và cả tinh xá cũng sẽ bị tai hại. Nếu tôn giả không có áo mặc hay áo đắp, hãy lấy những áo này và dứt cặp áo kia đi. Bậc đạo sư nói với người Bà La Môn, này Bà La Môn, chúng tôi là người xuất gia. Đối với chúng tôi, các mảnh vải bị dứt tại các chỗ như ở nghĩa địa, giữa đường, trong đống rác, chỗ tắm rửa vẫn còn có thể dùng được. Nhưng ông đã mê tín điềm lành dữ ngày nay cũng như thuở trước. Và theo lời yêu cầu của vị ấy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, tại nước Ma Kiệt Đà, ở thành Dương Xá, có vua Ma Kiệt Đà trị nước đúng pháp. Lúc bấy giờ, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn phương Bắc. Đến tuổi trưởng thành, ngài xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ, chứng được các thắng trí và thiên chứng, rồi đến sống ở Hy Mã Lạp Sơn. Một thời, Bồ Tát rời khỏi Hy Mã Lạp Sơn, đi đến công viên của vua ở Dương Xá, trú tại đấy. Đến ngày hôm sau, ngài đi vào thành để khất thực.
Nhà vua thấy Bồ Tát, bảo gọi vào, mời ngồi trong cung điện, cúng dường đồ ăn và mời ở lại tại công viên. Bồ Tát ăn tại cung điện nhà vua và ở tại công viên. Lúc bấy giờ, trong thành Dương Xá có người Bà La Môn làm nghề đoán tướng giải mặt. Thấy cặp áo để trong rương bị chuột cắn, ông ta sợ điềm chẳng lành sẽ xảy ra, nên sai con trai liền đem dứt vào nghĩa địa. Khi chàng thanh niên đi đến nghĩa địa, Bồ Tát đã đi đến trước, ngồi tại cửa nghĩa địa, nhặt lấy cặp áo và đi về công viên. Chàng thanh niên về tin cho cha biết. Người cha suy nghĩ, vị tu khổ hạnh thân cận với vua sẽ bị tai nạn. Ông liền đi đến gặp Bồ Tát và thưa: Thưa vị khổ hạnh, hãy quăng cặp áo mà ngài đã lượm được, nếu không ngài sẽ gặp tai nạn. Bồ Tát nói: Đối với chúng tôi, các tấm vải quăng ở nghĩa địa vẫn còn dùng được. Chúng tôi không mê tín về điềm lành dữ. Mê tín điềm lành dữ này không được các Đức Phật, Độc Giác Phật và Bồ Tát tán thán. Do vậy, bậc hiền trí không mê tín về điềm lành dữ. Khi Bồ Tát thuyết pháp cho vị Bà La Môn như vậy, vị ấy từ bỏ quan niệm sai lầm của mình và quy y với Bồ Tát. Còn Bồ Tát giữ thiền quán không gián đoạn, về sau được sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Sau khi kể câu chuyện quá khứ cho vị Bà La Môn, bậc đạo sư nói lên bài kệ này: Ai thoát điềm lành dữ, thoát mộng và các tướng, vị ấy vượt qua được lỗi lầm do mê tín, hai ách được diệt phục, không còn phải tái sanh. Như vậy, bậc đạo sư thuyết pháp cho vị Bà La Môn với bài kệ này, rồi giảng về các sự thật. Cuối bài thuyết giảng, vị Bà La Môn cùng với người con trai chứng quả dự lưu. Bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Người cha và con trai hiện nay là cha và con trai trong thời quá khứ, còn vị tu khổ hạnh là ta vậy. Ha ha ha, 问三摩地娑诃。